Xin chào mừng quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì Trung Thực Auto xin mời quý anh chị hãy cùng khám phá chi tiết về chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2018 và chiếc xe là mới lăn bánh được là 6 vạn. Và Trung Thực Auto cũng mời quý anh chị hãy cùng với Trung Thực Auto trải nghiệm chiếc xe Mazda CX-5 trên những cung đường tại thành phố Hà Nội. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng lên xe và cùng với Trung Thực Auto trải nghiệm và đánh giá chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2018. Vâng, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển. Và chiếc xe được bố trí là phanh tay điện tử. Và đây là bản 2.5. Và đây là bản một cầu. Điểm đầu tiên chúng ta có thể thấy đó chính là chiếc xe được trang bị là nhớ hai vị trí ghế lái. Và như vậy nếu như gia đình của quý anh chị mà có hai người cầm lái chiếc xe này, chẳng hạn như là chồng hoặc vợ, thì chúng ta có thể set up hai chế độ lái, hai chế độ là hai vị trí, giúp cho việc mà lên xe của chúng ta sẽ được nhanh chóng trở về cái vị trí mà ngồi an toàn nhất khi chúng ta set up, đúng không ạ? Bởi vì nhớ vị trí ghế lái này nó sẽ giúp chúng ta là nhớ ghế ngồi này, rồi là nhớ vị trí là gương chiếu hậu, đúng không ạ? Và ngay lúc này thì với ở ngồi ở cái vị trí người lái thì chúng ta có thể quan sát thấy là với màn hình hiển thị HUD với hình ảnh rất là sắc nét, giúp cho chúng ta có thể quan sát được là thông số về vận tốc di chuyển của xe này, rồi chúng ta biết được là giới hạn tốc độ này, cũng như là cảnh báo là hệ thống giữ làn đường này. Bên cạnh đó nữa thì với chiếc xe Mazda CX-5 còn được trang bị đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương, thì cũng được hiển thị ở trên cái khu vực màn hình hiển thị HUD này. Như vậy với một người lái chiếc xe cầm lái Mazda CX-5 thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin di chuyển trên những cung đường là đông đúc như ở thành phố Hà Nội, đúng không ạ? Chúng ta có tới 4 cảm biến phía đằng trước, 4 cảm biến phía đằng sau, hệ thống cảnh báo điểm mù, đúng không ạ? Và hệ thống cảnh báo điểm mù này còn có báo cho chúng ta là ngoài thì là tín hiệu bằng đèn, rồi là tín hiệu bằng âm thanh. Và tất cả những điều này sẽ giúp cho chúng ta là kiểm soát quá trình vận hành và di chuyển chiếc xe này trên đường một cách là dễ dàng. Không những vậy thì những ai mà trong những trường hợp mà chúng ta lùi xe thì với hệ thống là cảnh báo phương tiện cắt ngang ở trên chiếc xe Mazda CX-5 2018 này cũng giúp cho chúng ta là tự tin và an toàn trong quá trình lùi xe, để tránh những trường hợp là không may xảy ra là trong trường hợp chúng ta lùi xe mà chúng ta không thể quan sát được những chiếc xe đang di chuyển ở phía đằng sau, đúng không ạ? Thì có thể là dẫn đến cái việc là xảy ra va chạm không đáng có. Và ngay lúc này thì chúng ta đang chạy ở cung đường thẳng. Thì ở với những chiếc xe là Mazda CX-5 thì xe được trang bị là bên cạnh chế độ lái thông thường thì có thêm một cái chế độ lái là chế độ lái Sport. Và nếu như trong trường hợp mà khi chúng ta muốn cái cảm giác lái là gì, thể thao, thì chúng ta có thể chuyển sang cái chế độ vận hành đó là chế độ là Sport. Và với việc là chúng ta chuyển sang chế độ Sport thì ở trên màn hình hiển thị ở trung tâm này sẽ hiển thị cho chúng ta khu vực vị trí báo cần số, sẽ biết là chúng ta là có chiếc Sport, là lúc này là xe đang vận hành theo là chế độ lái Sport. Vậy thì chế độ lái Sport nó khác với chế độ lái thông thường nó là gì? Thứ nhất, ở đây có thêm chế độ lái Sport, có nghĩa là chúng ta có thêm sự lựa chọn và chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn cái sở thích khi mà chúng ta cầm lái chiếc xe Mazda CX-5 này về khi mà vận hành chiếc xe. Thì với chế độ lái Sport thì nó sẽ làm gì? Sẽ làm tăng cái độ nhạy của chân ga, và cũng như là cái cơ chế sang số nó sẽ chậm hơn, nó sẽ tạo cảm giác là tăng tốc của chiếc xe trở nên là nhanh hơn. Không những vậy thì với thiết kế là khi mà chúng ta chuyển động ở chế độ lái Sport thì âm thanh ở bô xe nó sẽ được thiết kế là to hơn, tạo cảm giác là phấn khích cho người lái. Vâng, và sau đây thì xin mời quý anh chị hãy cùng với cả Trung Thực Auto trải nghiệm cái cảm giác tăng tốc và vận hành của chiếc xe khi chúng ta ở chế độ lái Sport. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là cái độ nhạy chân ga, rồi cái độ chuyển số trễ hơn so với chế độ lái thông thường. Bên cạnh đó nữa thì tiếng bô được thiết kế là to hơn, tạo cảm giác phấn khích đó. Và khả năng vận hành của chiếc xe trở nên là mạnh mẽ đó. Đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe là lên với tốc độ là không lên 100 km/h, lướt đi một cách nhẹ nhàng, đúng không? Và với màn hình hiển thị màn hình hút ở phía trước kính này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bên cạnh đó nữa với việc là cảnh báo về hệ thống là giới hạn tốc độ tối đa sẽ giúp cho chúng ta
có thể là không bị vi phạm và những cái lỗi mà bị phạt nguội, đúng không ạ? Hay là chạy quá tốc độ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái khả năng tăng tốc ở chế độ lái bình thường thì như thế nào, đúng không ạ? Với những ai mà không thích cảm giác lái thể thao thì chúng ta hãy kiểm tra xem là khả năng tăng tốc của chiếc xe này khi ở chế độ lái bình thường là như thế nào. À, chúng ta sẽ hủy chế độ lái này đi và chúng ta hãy cùng tăng tốc. Điều đầu tiên đó chính là chúng ta có thể cảm nhận đấy là cái chuyển số nó không có độ trễ như chế độ lái sport, đúng không ạ? Và cái tiếng bô thì không có cái sự dội lại tiếng bô để cho chúng ta có cái cảm giác phấn khích. Tuy nhiên với những ai thích sự êm ái hiền hòa thì có lẽ rằng chúng ta có thể sử dụng chế độ lái thông thường này nhưng vẫn đảm bảo được cái khả năng tăng tốc cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe Mazda CX-5 này cũng rất sự là ấn tượng. Và lúc này thì chiếc xe được bố trí là tay lái trợ lực điện, giúp cho việc của chúng ta là vào cua trở lên là nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và đầm chắc khi chúng ta chạy ở tốc độ cao. Không những vậy thì với hệ thống cân bằng điện tử được bố trí ở trên chiếc xe Mazda CX-5 này cũng giúp cho cái quá trình vào cua của chúng ta với những người ngồi trên xe cảm giác là được là ổn định. Và hệ thống điều hòa của chiếc xe Mazda CX-5 thì cũng được nổi tiếng với những chiếc xe là đến từ Nhật Bản. Đó là gì? Đó là hệ thống điều hòa tự động, rồi là hai vùng độc lập và có cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Và ngay lúc này chúng ta có thể nhìn thấy là với hệ thống cảnh báo phía đằng trước của chiếc xe Mazda CX-5 thực hiện là rất là nhạy, đúng không ạ? Và điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là di chuyển ở trong những khung đường là hẹp, đặc biệt là trong những trường hợp chúng ta lùi xe với điều kiện đường xá Hà Nội và với không gian đỗ xe của Hà Nội giờ rất là hạn chế, đúng không ạ? Hệ thống cảm biến sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng để vào khu vực đỗ xe. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai cũng giúp cho không gian của những người ngồi đằng sau cũng trở nên là thoải mái và thoáng đãng hơn. À, một điểm nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý anh chị khi trải nghiệm chiếc xe này, đó chính là hệ thống âm thanh được trang bị trên chiếc xe này, đó là lên đến 10 loa bâu, rồi là màn hình DVD, rồi là có thêm tích hợp thêm là bản đồ vệ tinh dẫn đường, không những cho chúng ta là cái không gian ở trong xe với hệ thống âm thanh là sống động, và đặc biệt là trong những trường hợp là khi chúng ta di chuyển đi xa kết hợp với hệ thống điều hòa làm cho mọi người không gian trong xe trở nên mát mẻ, thì có lẽ rằng là những chuyến đi xa của chúng ta sẽ trở nên là thú vị. Không những vậy thì bản đồ dẫn đường cũng giúp cho chúng ta dễ dàng di chuyển đến những cung đường mới đó, và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là di chuyển đến một địa điểm một cách chính xác. Cửa sổ trời, rồi là gương tự động chống chói ở trong xe đó, các tiện ích cũng đã được trang bị trên chiếc xe Mazda CX-5 này. Cửa sổ trời giúp cho chúng ta có thể là giao lưu với cả thiên nhiên một cách dễ hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên ở cửa sổ trời ở Việt Nam thì nó lại có một cái nhược điểm, đó chính là do điều kiện khí hậu cũng như là môi trường của chúng ta chưa thực sự là, có nhiều điểm là chưa thực sự là thoáng hoặc là sạch sẽ, cho nên là cái cửa sổ trời thì tần suất sử dụng đâu đó thì có thể là ít, không được nhiều, đúng không ạ? Và nhưng trong quá trình sử dụng thì chúng ta vẫn cần phải bảo trì, bảo dưỡng nó. Nhưng nếu như có thì cũng vẫn giúp cho chúng ta có thể là giao lưu với thiên nhiên một cách là thích thú, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể ngắm trăng vào những ngày và chúng ta có thể là ngắm trăng vào những ngày rằm, đúng không ạ? Như vậy, với rất nhiều các tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe Mazda CX-5 như là hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống giữ làn đường, hệ thống cảm biến, rồi là hệ thống đèn pha tự động, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, rồi là các chi tiết là các cái phím tích hợp điều khiển trên vô lăng, giúp cho chúng ta sẽ trở lên là thành những người lái xe an toàn. Không gian nội thất của một chiếc xe crossover đến từ nhà Mazda phải nói là rộng rãi và thiết kế trẻ trung, thể thao. Và nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy đến với địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt để được xem xe và lái thật. Trung Thực Auto thì luôn luôn tạo điều kiện cho quý anh chị là mang xe đến hãng hoặc là mang đến các cơ sở mà anh chị tin tưởng để mình có thể kiểm tra, đánh giá trước khi anh chị quyết định là xuống tiền. Không những vậy thì với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về chất lượng, đó là chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không ngập nước, và đó là chiếc xe minh bạch về mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Và như vậy là quý anh chị đã cùng Trung Thực Auto trải nghiệm và cảm nhận
về chiếc xe Mazda CX-5 trên những cung đường tại thủ đô Hà Nội, cũng như là cảm nhận về không gian của khoang hành khách của chiếc xe Mazda CX-5. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về ngoại thất của chiếc xe Mazda CX-5. Xin mời quý anh chị. Vâng, như vậy là trải nghiệm chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2018 và xe được sử dụng vào động cơ xăng, dung tích xi lanh là 2.5 lít, vâng, trên những cung đường thực tế tại Hà Nội. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về ngoại thất và các trang thiết bị của chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2018. Đầu tiên chúng ta hãy đến với phần đầu xe của chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2018. Như cung đường vừa chúng ta vừa trải nghiệm thì chúng ta có thể nhìn thấy với các tính năng an toàn được ở phần đầu xe, đó chính là hệ thống cảm biến giúp cho việc di chuyển xe của chúng ta ở trên cái cung đường là đông đúc như ở thành phố Hà Nội thì có thể nói là trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó nữa thì với màn hình HUD ở trong xe thì cũng giúp cho chúng ta có thể quản lý, kiểm soát được các thông số của xe, cũng như là ở đây màn hình HUD còn cho biết chúng ta là hạn chế tốc độ, đúng không? Tốc độ tối đa trên những cung đường chúng ta di chuyển. Đó chính là những điều mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị về tiện ích khi chúng ta cầm lái ở trên chiếc xe này. Và cụm đèn pha thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây cụm đèn pha của chiếc xe đã được thiết kế là thanh mảnh hơn, và bên cạnh đó nữa là nguồn ánh sáng LED cũng như là kiểu bóng chiếu projector vẫn được giữ nguyên so với thế hệ cũ, nhưng với kiểu thiết kế mới giúp cho chiếc xe Mazda CX-5 được trở lên là trẻ trung và thể thao. Với thiết kế là thanh mạ chrome ở phần đầu xe cho thấy là chiếc xe Mazda ở đây chúng ta nhìn thấy là giống như cái miệng cười, đúng không ạ? Rất là ấn tượng. Bên cạnh đó nữa là lưới tản nhiệt được thiết kế thành tổ ong, thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước đó, những chiếc xe 2017-2016. Đó là thiết kế là với mặt ca lăng với các thanh bố trí là thanh lăn ở ngang. Bên cạnh đó nữa thì với các chi tiết cũng được thiết kế rất là tinh tế, đúng không ạ? Đó chính là cái vị trí là đèn gầm, và được thiết kế cũng rất là đẹp mắt. Và quan sát ở phần tổng thể ở ngoại thất thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2018 này có kích thước, đó là chiều dài tổng thể là lớn hơn so với thế hệ cũ, rồi là chiều cao tổng thể là lớn hơn. Tuy nhiên chiều rộng tổng thể thì so với những chiếc xe trước đó của hai chiếc xe 2018 này thì vẫn được là giữ nguyên, và trục cơ sở của chiếc xe 2018 này vẫn như những chiếc xe sản xuất trước đó như 2016-2017. Và phần hông xe thì chúng ta có thể quan sát thấy, nhìn một cách tổng thể thì hông xe của chiếc 2018 không khác nhiều so với chiếc xe 2017 và 2016. Tuy nhiên nẹp chân kính, đó là điểm để chúng ta có thể nhận diện khi chúng ta quan sát được chiếc xe 2018 và phần hông xe so với những chiếc xe ở thế hệ trước đó. Đây là gương chiếu hậu của chiếc xe này thì chúng ta có thể thấy là gương chiếu hậu cũng được thiết kế là với các chi tiết là đẹp mắt hơn, ngay như là giải đèn xinh nhan của chiếc xe cũng được thiết kế là giải đèn LED, với thiết kế như mảnh và nhỏ hơn. Bên cạnh đó là các chi tiết ốp nhựa ở phần hông xe vẫn giữ nguyên như kiểu thiết kế của 2016-2017. Tuy nhiên là cái phần nhựa này cũng đã được thiết kế là nhỏ hơn và giúp cho là phần hông xe trở nên là tinh tế hơn. Bậc lên xuống cũng đã được trang bị trên chiếc xe Mazda CX-5 này. Và la răng vẫn giữ nguyên kích thước là 19 inch, vẫn giữ nguyên là 19 inch. Tuy nhiên là ở phần thiết kế của la răng của chiếc xe 2018 này đã có sự thay đổi về kiểu dáng. Còn về độ rộng mặt lốp thì vẫn là 255mm. Và chiếc xe đang có mặt tại cảng của Trung Thực Auto đang sử dụng dàn lốp có tuần sản xuất là tuần thứ 7 năm 2018. Và về số km thì quý anh chị đã biết là chiếc xe này lăn bánh được là 6 vạn, đúng không? Và về hệ thống phanh thì chiếc xe được trang bị là hệ thống phanh đĩa thông gió phía đằng trước, rồi là đĩa đặc phía đằng sau. Và trên những cung đường trải nghiệm thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe được trang bị rất nhiều tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử, đúng không ạ? Với các cái tính năng là hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi là hệ thống là phân phối lực phanh điện tử. Tất cả những điều này giúp cho chiếc xe của chúng ta vận hành một cách rất là ổn định, đúng không ạ? Đặc biệt là trong những cung đường mà chúng tôi vừa vào cua thì quý anh chị có thể nhìn thấy là tính ổn định của chiếc xe Mazda CX-5 là rất là tốt. Và quan sát ở phần đuôi xe thì chiếc xe cũng được thiết kế với cái cụm đèn hậu cũng rất là tinh tế. Và nếu như khi mà chúng ta sử dụng cụm đèn hậu này, khi mà bật đèn lên thì chúng ta cảm giác giống như là hai con mắt, đúng không ạ? Được thiết kế ở phía phần đuôi xe của chiếc xe Mazda CX-5 này. Và hệ thống cảm biến thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe được thiết kế đó chính là với 4 cảm biến phía đằng sau, camera báo lùi. Điều này giúp cho chúng ta lái xe, và đặc biệt là trong trường hợp là chúng ta lùi xe, trở nên an toàn hơn. Kết hợp với hệ thống đó là cảnh báo phương tiện cắt ngang, giúp cho việc lùi xe của chúng ta nhanh chóng phát hiện ra được những cái chiếc xe đang di chuyển mà nằm ở trong khu vực là điểm mù, chúng ta chưa quan sát được, thì hệ thống này sẽ giúp chúng ta cảnh báo để chúng ta có thể là lùi xe vào một cách an toàn hơn. Và thiết kế với hai đuôi
và thiết kế với hai đuôi bô phía đằng sau tạo dáng vẻ thể thao. Đó là sự nhận diện về những chiếc xe 2.5 so với phiên bản 2.0 của Mazda CX-5. Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với khu vực không gian khoang động cơ của chiếc xe Mazda CX-5. Xe sử dụng là động cơ xăng, dung tích xi lanh là 2.5 lít. Và với những chiếc xe Mazda CX-5 sử dụng là hệ thống động cơ là Skytip, một cái công nghệ nổi tiếng của nhà Mazda, cho chúng ta chiếc xe có thể vận hành với mức tiêu hao nhiên liệu rất là hấp dẫn khi mà xe chạy ở ngoài đô thị. Theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc xe mới khoảng là 5,6 lít cho 100 km ở cho đường ngoài đô thị. Còn nếu ở trong đô thị thì chiếc xe đâu đó khoảng tầm hơn 10 lít cho 100 km khi chúng ta đi ở khu vực trong đô thị. Điều đó cho thấy là khả năng vận hành cũng như là mức độ tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe Mazda CX-5 là rất hấp dẫn. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom để được trải nghiệm thực tế chiếc xe Mazda CX-5 đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và với việc sử dụng những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những gói vay tài chính lên tới 70% với mức lãi suất ưu đãi đến từ các ngân hàng đối tác của Trung Thực Auto. Và thủ tục như thế nào, cần chuẩn bị những gì thì anh chị hãy liên hệ ngay để nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn giúp cho anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý với khoản đầu tư hợp lý. Và 805 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2018 mang biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được là 6 vạn. Rất hy vọng với buổi giới thiệu cũng như là trải nghiệm về chiếc xe Mazda CX-5 đã cung cấp cho anh chị những thông tin về chiếc xe mà Trung Thực Auto đang bày bán và cũng như là muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt được xem xe và lái thật. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu, trải nghiệm và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.